Trời ơi, chẳng phải đây là bàn tay của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết sao? Vừa thon vừa mịn vừa dài, chúng ta đi hỏi thử xem anh ấy chăm sóc như thế nào. Anh ơi, tay của anh đẹp quá. Bạn là biến thái à? Ồ không, không phải, tôi không phải biến thái, chỉ là tôi là ló gơ. Đưa bạn 100 tệ sau đó dạy chúng tôi cách chăm sóc tay sao cho đẹp như của bạn được không? Không thể. Không thể. Mà cha. Bạn mời tôi ăn cơm đi, tôi chỉ cho. Để tôi mua một ít đồ trước đã. Anh ơi, tay của anh có phải tự nhiên đã đẹp như vậy không? Đây là tay của tôi trước đây. Mẹ tôi là giáo viên piano, hàng ngày bà sử dụng một số phương pháp, tôi chỉ cần học theo. Và bây giờ tôi đã làm người mẫu tay cũng được 10 năm rồi. Wow, cái này bình thường cũng luyện tay à? Đây là cái để luyện cơ bắp. Bình thường tôi thường dùng nước vo gạo mẹ tôi đã vo hoặc dùng nước ấm pha giấm. Cái này tôi biết nè, giấm có phải là để làm mềm lớp xương phải không? Đúng rồi, có thể làm mềm da chết trên tay. Trời ơi, tay này thật sự nhìn đã mềm hơn một chút rồi nè. Bình thường mẹ tôi sẽ dùng muối, thêm một chút mật ong và một chút nước, khuấy đều rồi thoa lên những chỗ khớp ngón tay bị thâm, sau đó massage theo vòng tròn và chà sát hai tay vào nhau. Bạn cứ lấy đại một loại sữa dưỡng thể hoặc kem dưỡng tay thoa dày lên tay, sau đó thoa đều rồi đeo găng tay vào. Lúc này bạn có thể làm 20 lần bài tập luyện tay một tuần một lần nhé. Làm xong thì tay sẽ vừa thon vừa mịn. Đừng vội rửa tay, hãy mặc sắc cho đều vào cả hai tay. Đó chính là đôi tay mà các bạn muốn như trong truyện tranh. Ô, thật sự rất mềm mại và thon gọn. Nếu bạn kiên trì trong 7 ngày sẽ có bất ngờ đấy. Đi thôi, đi ăn nhé. Có lẽ vô dụng, tôi có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền khi dùng ghen lô hội. Tại sao? Điều tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bạn biết là môi ghen lô hội lên vị trí bị mũi hoặc côn trùng đốt, hoặc nơi vết thương đã đóng vậy, thật sự có thể giúp ích. Không dễ để lại sẹo. Sau khi làm sạch mặt, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bạn. Dùng ghen lạnh thoa đều lên toàn bộ mặt không chỉ có thể ngăn ngừa lỗ chân lông to, mà làn da sẽ mềm mịn như sau khi uống đủ nước. Thì tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bạn. Trộn với mật ong theo tỷ lệ 1:1, bôi dày lên môi rồi đắp màng bọc thực phẩm lên trong 15 phút. Thật sự có thể giúp bạn dễ dàng có được đôi môi ẩm mượt. Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bạn. Trộn một xíu ghen lô hội với kem nền rồi sau đó thoa lớp nền, thật sự có thể dễ dàng kiểm soát và hỗ trợ mạnh mẽ. Từ đây, tạm biệt sự khó chịu khi kem nền bị vón cục, tôi sẽ không nói cho bạn biết. Trước khi đi ngủ, môi ghen lô hội sau 15 phút thì rửa sạch, thật sự có thể cải thiện tình trạng sắc tố da. Vậy hôm nay tới đây thôi, tạm biệt. Nếu như người đánh giá sản phẩm nói sự thật, cảm giác sử dụng thực tế sẽ như thế nào? Khi dùng vỏ cây du này, tôi sẽ nói rằng keo mà nó tạo ra rất tốt cho tóc. Mỗi lần dùng chỉ cần xé một miếng, tóc sau khi gội thật sự trông rất bóng mượt. Thật sự sau khi sử dụng, tôi sẽ nói là cái này thật kinh khủng, nhìn giống như nước môi quá. Nếu bạn muốn cải thiện mái tóc dài và đen, thật sự có thể thử cái này. Bôi cam đỏ, tôi sẽ nói là hãy uống một ly mỗi ngày và kiên trì thực hiện. Da ngăm và vàng có thể dễ dàng cải thiện để trở thành da trắng sáng hơn vì bên trong trái cam đỏ chứa nhiều vitamin C giúp làm sáng da. Tôi đã uống hết một hộp trong khoảng tháng. Bạn cung phòng còn tưởng tôi đã thoa phấn lên người, bên trong là cam đỏ nguyên chất, uống vào có vị cam ngọt, hơi chua của cam. Khi tôi có bạn trai là sinh viên mỹ thuật có khả năng phân biệt màu sắc cực kỳ chính xác, hôm nay liệu anh ấy có thể giúp tôi pha màu son hồng đào không? Ok em. Thêm chút đỏ, chút vàng nhạt, rồi thêm chút trắng và trộn lại, do thi thủ lên môi xem sao. Giống y hệt luôn, người yêu tôi giỏi quá. Màu son hồng ấy quá hoàn hảo cho các chị em luôn. Thật sự không quá lời, tóc của tôi đến 3 cái kẹp tóc cũng không giữ nổi. Mùa hè xóa tóc giống như đắp chăn, búi tóc thì to gấp 4 lần người khác. Thường xuyên bị người ta nghi ngờ có phải là tóc già to không. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ 4 thói quen nhỏ giúp mọc tóc. Kiên trì, bạn cũng có thể có một mái tóc dày và ẩm mượt. Bước đầu tiên, nhiều chị em có mái tóc dày đều trải từ trên đỉnh đầu xuống tận đuôi. Như thế này sẽ không trải được, tóc sẽ rối và còn bị rụng. Tôi sẽ chia sẻ một thói quen mà tôi đã kiên trì thực hiện nhiều năm. Chia tóc ra làm 2 phần, nằm lấy một bên tóc và bắt đầu trải từ đuôi tóc xuống. Sau khi trải xong thì bắt đầu trải từ giữa xuống dưới. Cuối cùng, trải từ đỉnh đầu xuống trông có vẻ phiền phức, nhưng thực ra trải như thế này lại tiết kiệm thời gian hơn và đỡ rụng. Sau đó, trước khi đi ngủ, có thể dùng loại lực này để massage da đầu. Đầu tiên, trải từ giữa, từ đường chân tóc đến phía sau đầu. Cuối cùng là ở phía trên tai, mỗi vị trí đều 20 lần. Thứ hai là thực phẩm màu đen, vì nó tốt cho thận. Thận càng khỏe thì càng cần thực phẩm màu đen. Các thực phẩm tốt cho tóc như vừng đen, đậu đen, gạo lứt, dâu tằm, kỷ tử đen. Thứ ba là minoxidil, chắc mọi người đều biết đúng không? Sử dụng đúng phương pháp thì thật sự có hiệu quả. Trước khi sử dụng, có thể massage hoặc trải tóc để làm ấm da đầu. Làm như vậy thì việc hấp thụ sau này mới tốt hơn. Sau đó, bôi dưỡng chất lên những chỗ cần thiết. Sau khi bôi xong nhất định phải massage. Sau khi sử dụng 2 tháng, tôi phát hiện có chút tóc còn mọc lên. Cuối cùng, một điểm rất quan trọng là nhất định phải kiên trì sử dụng. Như vậy, tóc sẽ ngày càng trở nên dày và nhiều hơn.